mạnh giờ ăn chưa cả nhà ơi. Đây 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 đây, không không ngại thì năm xoay hết lên kênh Nhịp Sống Sài Gòn nha. Mến chào cả nhà trở lại với kênh Nhịp Sống Sài Gòn nha. Hôm nay thì là ngày thứ hai, là ngày 2 tháng 5. Nam đang còn ở Vũng Tàu và hôm nay sáng thì sẽ đi ăn sáng nè. Nghe mọi người chia sẻ có một cái quán hủ tiếu mực trên đường Hòa Thám rất là ngon, cho nên sáng Nam cũng đã tìm đến đây và review lại cho cả nhà xem ha. Ở đây một cái quán cũng khá là lớn nha nghe nè. Phải nói là một trong những cái quán lớn nhất ở khu vực. Có cái lưu lượng khách đến đây rất là đông. Có cả một cái bãi giữ xe ô tô cũng khá là rộng ở bên trong, cho nên chúng ta thuận tiện cho cái việc mà đi theo đoàn, theo nhóm, đi bằng ô tô hoặc xe máy thì chúng ta sẽ đến đây để ủng hộ quán của chỗ anh Mập nha. Với buổi sáng hôm nay cả nhà thấy không, quá đông luôn, và Nam cũng được xin phép của anh Mập và vào bên trong bếp để quay. Với một cái dàn bếp và cái đội ngũ nhân viên trên 20 người nè cả nhà, cả mười mấy, gần 20 cái bếp để mà nấu mực, làm nóng mực trước khi chúng ta đưa vào tô để mà bưng vào cho khách. Cho nên mỗi tô mực sẽ được nấu một cách riêng biệt ha. Mực thì đã chọn một cái nguồn mực tươi sống ngon rồi. Với công thức gia truyền thì quán của anh đã có một cái lượng khách Nam thấy là khủng khiếp luôn cả nhà ơi. Đó, với những cái chảo không dính như thế này và từng cái mực sẽ đưa vào đây làm nóng, cho trứng cút vào và nước leo vào làm nóng và chế vào từ tô, và từ tô bưng đến tặng cho khách nha. Cho nên mọi người sẽ được trải nghiệm mực tươi sống rất là mềm ngon và cái hương vị cũng khá đặc biệt hả cả nhà. Với cái dàn nhân viên phải trên dưới 20 người, một phục vụ không kịp luôn nha cả nhà. Và chúng ta đến đây chúng ta sẽ phải ngồi đợi chờ khoảng tầm 15 phút thì mới có thức ăn mang ra nha. Đây 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 đây, không không ngại thì Nam xoay hết lên kênh Nhịp Sống Sài Gòn nha. Mọi người đăng nhớ đăng ký ủng hộ kênh anh. Đây là giới thiệu của anh chủ quán đúng không ạ? Top 1 hủ tiếu mực lớn nhất Việt Nam. Ồ, cảm ơn. Mạnh giờ ăn chưa cả nhà ơi? Đó, chân vô mình chủ quán của nhà mình đấy. Đẩy mặt tao bộ lên đây nha, đẩy mặt tao bộ lên đây nha. Không có chân tư được đây. Còn nhiều người đợi lắm đó nha. Nhiều người đợi lắm đó, đẩy mặt tao bộ lên đây. Hai, xin chào anh em. À, anh chào kênh Nhịp Sống Sài Gòn của mình đi. Chào 500 anh em. Ông làm nhanh dễ sợ luôn không?
có việc đi Vũng Tàu công việc đó, thì Nam có ghé quan sát và thấy cái quán hủ tiếu mực con mập rất là đông, cho nên cũng muốn chia sẻ với cả nhà. Cả nhà có đi đến đây thì ghé ủng hộ chỗ anh Mập nha. Tô hủ tiếu ra rồi cả nhà ơi, bây giờ tụi ăn sáng và tiếp tục hành trình ha. Quán đông kinh khủng rồi cả nhà ơi, với cái giá là trên dưới 80.000 một tô nha, cũng không rẻ đâu ha, nhưng mà đông kinh khủng luôn, không có chỗ ngồi luôn nha cả nhà. Như mình cũng phải ghé ăn cho biết ha, và chia sẻ với cả nhà, xứng đáng cái số tiền mình bỏ ra cả nhà. Quá, quá đắt luôn. Ổng khẳng định là quán hủ tiếu mực nổi tiếng nhất Việt Nam, lớn nhất Việt Nam luôn đó nha. Anh Mập á, chủ quán đó. Thì chút xíu cả nhà thấy chân dung của anh Mập của quán mình nha. Một tô hủ tiếu thì gồm mà tôm nè, mực nè, rồi thịt viên nè, rồi nước cốt nè. Đó, thì một cái tô như thế này là 89.000 chứ không phải 80.000 nha nha. Nếu mà tô đặc biệt là 89.000, tô hủ tiếu khô bình thường là cũng có 89. Riêng cái hủ tiếu mực mà cái tô mà nó bình thường thấp nhất là 78.000. Ở đây cái giá nó cũng rất là cao, Nam thấy nó còn cao hơn cả Sài Gòn luôn đó nha. Nhưng mà không biết vì sao do nào rất đông luôn, rất đông nha. Có một cái bãi đậu xe cũng khá lớn ha, có thể chứa khoảng tầm 30 chiếc xe ô tô ha. Rồi, Nam buổi sáng nha, chúc cả nhà có buổi sáng ăn miệng nha. Như Nam quan sát thì ở đây đến thời điểm này thì cũng đã là 8:09 rồi, thì cũng có 2.000 lượt khách đến đây cả nhà ơi. Vì hôm nay là ngày cuối tuần và là cũng là ngày nghỉ lễ, cho nên mọi người từ các nơi đổ về rất là nhiều. Nam nhìn thấy rất là nhiều biển số xe ở các tỉnh khác nhau về đây. Quán thì phục vụ cũng rất là chu đáo, nói chung là cũng khá nhanh nha cả nhà. Khi chúng ta đến thì sẽ có người order chọn món, và tầm khoảng 10 đến 15 phút thì chúng ta sẽ có món ăn. Và ở đây thì có cái sân bãi đậu đổ xe ô tô rất là rộng, cho nên những anh chị cô chú ở xa thì đến đây đi bằng ô tô thì cũng không phải lo lắng về tìm một cái chỗ đậu xe ha. Và đây thì những cái giá mà cả nhà có thể tham khảo thêm, để trước khi chúng ta đến đây thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái món ăn ngon cũng giống như cái giá phù hợp với túi tiền của mình nha.
Đây là cảnh mà cả nhà thấy không? Xe xếp hàng dài, người đi ra, người đi vào, gây kẹt xe ở trong cái khu vực mà cái lối vào trong bãi giữ xe luôn đó cả nhà. Ở đây thì khách tham quan từ các nơi về rất là đông. Đa phần thì Nam thấy là khách đi ô tô từ 7 chỗ, 4 chỗ đến 16 chỗ và cả 30 chỗ nữa. Cho nên cái lượng khách lúc nào cũng duy trì full hết các bàn nha cả nhà. Sau khi Nam điểm tâm sáng tại quán hủ tiếu mực của chỗ anh Mập trên đường Hoàng Hoa Thám thì bây giờ Nam sẽ tiếp tục hành trình về thành phố Hồ Chí Minh. Thì như hôm nay là ngày 2 tháng 5 thì theo như cả nhà thấy thì cái lượng xe đổ về Vũng Tàu rất là đông, cho nên Nam sẽ chọn một cái lộ trình khác, không đi bằng đường cao tốc, cũng giống như đường quốc lộ 51 thì Nam sẽ chọn là tuyến đi về Cần Giờ. Mình sẽ đi qua phà Vũng Tàu Cần Giờ và từ Cần Giờ trở về thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm được cái việc kẹt xe nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà có một buổi sáng thật là vui và hạnh phúc nha. Chúng ta tiếp tục hành trình về thành phố Hồ Chí Minh. Từ trung tâm của thành phố Vũng Tàu bãi sau chúng ta di chuyển đến bến phà Vũng Tàu Cần Giờ thì mất tầm khoảng 15 phút nha cả nhà. Và đến đây thì chúng ta sẽ dừng ở ngay chỗ phía trước để chúng ta mua vé. Vé hiện tại của xe 7 chỗ là 350 và vé người thì là 70.000 nha cả nhà. Bây giờ thì Nam sẽ đi xuống bến phà và chờ để mà qua phà. Thì lần trước Nam có đi thì phà này mình đi cũng tầm 30 phút ha. Hôm nay thì trời cũng nắng đẹp, biển cũng êm mả ha. Mấy lúc mà biển sóng lớn thì chúng ta sẽ có cái hiện tượng giống như là say xe, say sóng ha. Thì những bạn mà có trải nghiệm thì vẫn thích đi cái tuyến đường này ha. Và chúng ta sẽ giảm được cái việc kẹt xe. Hôm nay là ngày lễ á, cho nên Nam quyết định chọn cái lộ trình này. Và chúng ta đi từ Cần Giờ về thành phố thì cũng mất khoảng 60 cây số thôi. Nó là một cái lộ trình ngắn hơn thì chúng ta có thể tốn thêm một cái khoản phí qua phà, nhưng mà về lộ trình, về đường đi, thời gian thì chúng ta sẽ rút ngắn được hơn nha cả nhà. Thank you.
Video tới đây là đã hết rồi cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ kênh của Nam nha. Chúc cả nhà có một kỳ nghỉ lễ thật vui và hạnh phúc. Và cả nhà cũng đừng quên like, subscribe kênh của Nam. Xin trân trọng kính chào, gặp lại. Bye bye.